Làm thế nào để xây dựng được hai kênh TikTok dành cho bác sĩ Cao Hữu Thịnh, là một kênh là hơn 1 triệu lượt follower và một kênh đó là hơn 600.000 lượt follower, cũng như cái fanpage là hơn 700.000 lượt follower. Và sau sự kiện drama cùng với bà nhân Vlog đã giúp cho kênh của bác sĩ Cao Hữu Thịnh phát triển càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì làm thế nào để mà Daily Media cùng với bác sĩ Cao Thịnh đã xây dựng cho mình một cái kênh TikTok, fanpage và YouTube có được một hiệu quả như vậy? Bắt đầu từ một cái câu chuyện, đó là cách đây hơn một năm về trước thì bác sĩ Cao Thịnh có tham dự bên mình một cái chương trình, đó là thử thách tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và sau cái chương trình đó thì bác sĩ Cao Thịnh có liên hệ với ekip của bên mình và đặt vấn đề đó là về book cái dịch vụ về xây kênh bên mình, để bên mình có thể hỗ trợ lên về mặt về ý tưởng, lên mặt về nội dung, sau đó thực hiện quay và dựng dựa trên những cái kiến thức, dựa trên những cái nền tảng của bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Thì sau một cái quá trình mà mình nói chuyện và trao đổi cùng với bác sĩ Cao Hữu Thịnh thì mình thấy rằng là gì, bác sĩ Cao Hữu Thịnh là một người rất là giỏi, phải nói là về chuyên môn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh là cực kỳ xuất sắc và đã tạo ra rất là nhiều cái kết quả trong cái lĩnh vực của mình. Và cái điều thứ hai, trong quá trình mà mình nói chuyện cùng với bác sĩ Cao Hữu Thịnh thì mình thấy đây là một người có tài năng, lại vừa rất là có tâm. Và một điều đặc biệt nữa đó là bác rất là vui vẻ, rất là cởi mở, rất là thân thiện. Và lúc đó mình đã đưa ra một cái phương án cho bác sĩ Cao Thịnh, đó là hãy xây dựng nên cho mình hai cái kênh TikTok. Kênh đầu tiên đó là về mặt về chuyên môn. Khi mọi người tìm đến một người bác sĩ, đó là muốn những cái câu chuyện thực tế, muốn những cái vấn đề thực tế, thì bằng cách như sau, đó là mỗi ngày mà bác đi khám ấy, thì bác hãy để cái điện thoại của mình ở trước cái chỗ bàn làm việc, quay hết nội dung nguyên cả một cái ngày khám bệnh đó. Thì mỗi một bệnh nhân của bác sĩ Cao Thịnh sẽ là một cái câu chuyện khác nhau. Và tối về thì sẽ đưa cho một bạn media, họ sẽ cắt lấy những cái câu chuyện hay trong cái buổi khám đó và sau đó đưa lên ở trên mạng xã hội về TikTok. Và sau khi mà đưa lên ấy, mọi người xem một cái hay quá, thú vị quá, bắt đầu video của bác sĩ Cao Thịnh bắt đầu được lan truyền. Và kèm theo đó thì bác sĩ Cao Thịnh trong những lần mà đi mổ sinh ấy, thì bác cũng quay lại cái quá trình mà thực hiện cái ca mổ và đưa em bé ra ngoài. Rồi kế tiếp nữa, đó là cái hành trình mà từ việc mà lấy phôi để mà thực hiện về thụ tinh ống nghiệm ấy, thì bác sĩ Cao Thịnh cũng quay lại những cái hoạt động đó. Và đó là ở một cái kênh mà mình hay gọi đó là kênh dạng chuyên gia, đó là chia sẻ về những kiến thức về chuyên ngành của mình ở dưới dạng câu chuyện thực tế. Và một cái dạng thứ hai nữa, đó là dạng phim. Và đầu tiên thì bác sĩ Cao Thịnh mong muốn đó là làm một cái nội dung ngầu. Đấy, bác sĩ Thịnh rất là thích ngầu. Thì sau đó bắt đầu bên mình cũng đưa ra những cái thử nghiệm. Nhưng khi mà mình nói chuyện với bác sĩ Cao Thịnh ấy, thì mình thấy rằng là bác Thịnh rất là vui vẻ, rất là hài hước. Nên là mình mới nói với bác sĩ Thịnh là gì, hay anh làm hài đi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần gặp nói chuyện là cười sảng khoái rất là nhiều. Nên là sau đó thì team mình mới gợi ý về bác sĩ Thịnh, đó là làm những nội dung về hài hước. Lúc đó bác cũng sợ rằng là mình không diễn được, mình nói không sao cả, bác đơn giản là chính mình thôi. Rồi sau đó bọn em sẽ có cách để giúp cho bác làm sao mà vẫn có thể diễn được như vậy. Và đến thời điểm từ lúc mà tụi mình bắt đầu cho đến thời điểm bây giờ ấy, nó rơi vào khoảng tầm 4 tháng, 5 tháng. Và mỗi tuần như vậy, bác sĩ Cao Thịnh chỉ dành có một buổi chiều thôi và đến quay cùng với team mình, và sau đó tất cả mọi cái là team mình lo. Đó là cái hành trình mà tụi mình đã cùng với bác sĩ Cao Thịnh đã xây dựng cái kênh này. Thì mình muốn chia sẻ cho chúng ta về những cái bí kíp làm sao để mà tụi mình có thể xây dựng được một cái kênh như vậy. Thì bên mình luôn dựa trên thứ nhất, đó là cái ngành nghề của họ, và sau đó xây dựng những cái câu chuyện dựa trên ngành nghề của họ. Cái thứ hai nữa, đó là bên mình sẽ dựa trên đặc điểm cá nhân của người đó. Có nghĩa là mình khi mà mình quay, mình đơn giản đó là mình trở thành con người của mình thôi. Và bác sĩ Cao Thịnh là một người rất là hài hước, thì bắt đầu mình sẽ xây dựng ở cái concept đó là dạng về hài hước để phù hợp với con người của bác sĩ Thịnh. Thì khi người ta coi một cái nội dung hài hước và người ta thấy bác sĩ Thịnh ở trên video rất là hài hước, và người ta gặp bác sĩ Thịnh ở ngoài người ta cũng hài hước luôn, thì đó là một cái sự đồng bộ. Thứ ba nữa, đó là cái chuyên môn của bác sĩ Cao Thịnh là thể hiện cái sự tận tâm trong nghề. Thì tất cả những cái clip ở về dạng chuyên gia cũng thể hiện rất rõ về cái điều này. Thì cái đầu tiên đó là mình sẽ dựa trên đặc điểm cá nhân, dựa trên cái tính cách, dựa trên cái ngành nghề, và sau đó mới chọn ra cho bác sĩ Cao Thịnh ra một cái dạng về chủ đề. Rồi sau đó bắt đầu tụi mình mới lên ý tưởng. Thì thực sự về hiếm muộn đó là một cái số 0, và bạn mình không có một kiến thức gì về trong cái lĩnh vực này hết. Thì sau đó thì bác sĩ Thịnh cũng đã đưa team của tụi mình đi tham quan làm việc cùng với bác sĩ Thịnh. Và mỗi lần đi như vậy, bác sĩ Thịnh sẽ nói cho là cái này làm gì, cái này làm như thế nào, cái này ra sao. Rồi có những cái câu chuyện, rồi những cái buổi ăn trưa, rồi những buổi ăn tối cùng với bác sĩ Thịnh, thì bác kể cho tụi mình rất là nhiều cái câu
câu chuyện, và sau đó bắt đầu tụi mình mới về phác thảo lên về những cái ý tưởng cho cái kênh của bác sĩ Thịnh. Sau đó là bên mình mới bắt đầu viết kịch bản. Thì thường là trung bình cứ khoảng tầm một tuần tụi mình lại lên một loạt khoảng tầm 10 cái ý tưởng, và sau đó thì bắt đầu tụi mình mới dành ra mỗi ngày viết cho bác Thịnh là một đến hai kịch bản. Rồi xong rồi mỗi ngày ấy là bắt đầu lấy những ý tưởng đó bắt đầu viết kịch bản, viết đi viết lại, làm cho nó chuẩn chỉnh hơn, Thì cái ekip mà làm đấy thì đến từ bạn Trương Võ, đó là một cái người làm về nội dung rất là tuyệt vời ở nguyên cả cái team content để mà làm ra những cái content rất là xuất sắc. Và sau đó là cái bạn media, đó là Roma Toàn với bạn Sura cùng với ekip của bạn team media là bắt đầu thực hiện quay và dựng những cái clip đó. Rồi sau đó cũng là đến với những cái người diễn viên phù hợp với kênh, nó cũng rất là quan trọng. Và cái kịch bản ấy đôi lúc là cũng là một câu chuyện hay đấy, nhưng chúng ta không biết sắp xếp kịch bản giữa đoạn đầu và đoạn cuối nó đủ hay, đủ hấp dẫn ấy, thì dẫn tới chúng ta cũng không hiệu quả. Chúng ta phải học cách để làm kịch bản để người ta cảm thấy bất ngờ. Và chúng ta thấy cái câu chuyện của bác sĩ Cao Hữu Thịnh ấy, đoạn đầu chúng ta đã nghĩ như thế này nhưng chúng ta không biết cái kết nó là ra sao cả, và dẫn tới chúng ta vỡ òa, chúng ta cảm thấy hài hước và chúng ta rộn rã về tiếng cười trong đó. Và đó là cái cách mà tụi mình làm về kịch bản. Còn cái kênh chuyên gia đó là sắp xếp cái câu chuyện đó thành một cái gọi là gì, sự tò mò, một cái sự cuốn hút, bởi vì câu chuyện đó là mới, độc lạ và chỉ có ở trên kênh của bác sĩ Thịnh có mà thôi. Và cái quan trọng là cũng phải học cách là đặt câu hỏi để dẫn dắt cái câu chuyện đó, chứ không phải là cứ cắm máy đó rồi nó khám, thì như vậy nó không đủ hấp dẫn. Mà bác sĩ Thịnh đã học được cách làm kịch bản, thêm thắt cái nói chuyện, đặt ra câu hỏi để cái người khách hàng họ trả lời ra được theo một cái câu chuyện nó hài hước hơn, nó thú vị hơn, thì sau đó chúng ta đưa về làm clip nó mới hiệu quả. Và trong cái đợt mà drama cùng với bà Nhân Vlog thì một điều mà mình muốn chia sẻ thêm với tất cả anh chị đó là gì, khi mà chúng ta có chuyên môn tốt và chúng ta có tâm với nghề nghiệp của mình và chúng ta hết lòng với người ta đấy, thì việc có thể là chúng ta bị ai đó muốn cố gắng làm cái điều gì đó không tốt đến mình, điều đó cũng không sao cả. Quan trọng nhất đó là những gì chúng ta làm và chúng ta luôn cố gắng làm tốt nhất, chúng ta luôn nỗ lực làm tốt nhất, thì chúng ta không có phải quá lo lắng. Và tất nhiên mình sẽ có một cái video chia sẻ về cái cách làm sao để mà chúng ta xử lý được những cái khủng hoảng truyền thông khi mà chúng ta có được những cái kênh TikTok, fanpage và YouTube. Thì đó là một cái câu chuyện mà Linh muốn chia sẻ với anh chị. Linh cũng có sẵn những cái ebook, có những cái tài liệu mà muốn gửi tặng đến cho tất cả anh chị để hướng dẫn cho chúng ta về xây kênh. Ví dụ như cách làm thế nào để mà chúng ta chọn ra cho mình một cái chủ đề này, hay là cách làm thế nào để mà chúng ta lên ý tưởng này, hay là cách làm thế nào để chúng ta viết được một cái kịch bản này, hay là làm thế nào để chúng ta quay được một cái video nó hay và nó hiệu quả này. Và chúng ta hoàn toàn có thể để tên này và email của mình lại, và sau đó bên mình sẽ gửi cho chúng ta những cái cuốn tài liệu này hoàn toàn miễn phí. Hãy click vào cái đường link để mà chúng ta nhận tài liệu. Ok, xin chào.